chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và hôm nay thì đến với bãi kiển của em Ngọc nữa ha. Em Ngọc giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống, mai ghép giống cúc hoa hồng thanh tú rồi nè, cúc phượng thanh trân ha, rồi ngự sử, cúc sông hỷ, cúc phượng hoàng, cúc tây thi, cúc 150 cánh, cúc hoàng đế, cúc thợ hương với giả tự xoắn cô chú anh chị ha. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của em Ngọc nha. Mức giá chỉ từ 200-250 thôi. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời gặp luôn em Ngọc nha. Rồi chào em Ngọc ha. Dạ em chào anh, dạ con xin chào chú bác anh chị ạ. Rồi, hôm nay lên tiếp lô mai giống ha. Dạ. Rồi, vô cái đầu tiên luôn ha, mã số 51N ha. Dạ. Cúc hoa hồng thanh tú. Dạ. Rồi ghép đế gồng 3 lượng luôn. Cái này bình thân rồi được 7. Cái này nó lụng vậy là tại vì nhà vườn đôn ấy nha cô chú anh chị nè. Chứ cái chọc ghép này cô chú anh chị mình thấy nè, nó liền 100% rồi nha. Mấy cây này là 30 mấy rồi nha. Tại nhà vườn đo vườn mình đôn lại sát cô chú anh chị cho nó tàn nó xâm nha. Chiều cao là được 48, tán ngang là được 44. Giá cây này con xin giao lưu là 300 mà. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 52N. 52N cũng là một cây ngựa sử rồi. Rồi. Cây này bình thân là được 11. Chiều cao 43, tán ngang là 40. Cây này con xin giao lưu là 250k. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 53N ha. Mã số 53N. Rồi. Cũng là một cây cúc phượng thanh tân. Rồi, cây này gồng 3 lượng luôn ha. Gốc to cô chú anh chị. Ngày bình thân là được 12. Bình thân 12, gốc nhớt mà hoành 12 là cô chú anh chị mình biết nuôi lâu cỡ nào rồi ha. Chiều cao là được 60. Cái tàn sum nè. Tán ngang là được 42. Cái này cắt đôn mấy lần cô chú anh chị, lần năm nay cắt hôm hơi sát ha. Đó, tới gốc hoành 12 mà liền có một cô chú anh chị mình biết là nuôi biết lâu rồi ha. Dạ, cây này con xin giao lưu là 300 ạ. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 54N. 54N cây cúc sông hỷ ạ. Rồi. Thông số luôn em ha. Cái này bình thân là được 12. Chiều cao là được 57, tán ngang là được 39. Dạ cây này con xin giao lưu là 250k. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo cây mã số 55N. 55N là cúc 150 cánh ạ. Rồi cúc 150 cánh ha cô chú anh chị. Rồi, cây này có tàn luôn cô chú anh chị, thông số luôn em ha. Cái này bình thân là được 11. Rồi. Chiều cao là được 44, tán ngang là được 37. Rồi. Dạ, cây này cũng xin giao lưu là 250k. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 56N. 56N cũng là một cây cúc sông hỷ rồi. Rồi. Cây này bình thân là được 11. Chiều cao là được 36. Tàn sum lắm nha cô chú anh chị. Tán ngang là được 37. Dạ cây này con xin giao lưu rồi 250k. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 57N. 57N cũng là một cây cúc tây thi vậy. Rồi. Cây có củ luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn em ha. Cây này bình thân là được 11. Rồi. Chiều cao là được 46, tán ngang là được 45. Dạ cây này cũng xin giao lưu là 200 ạ. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 58N. 58N cũng là một cây cúc họ hương ạ. Cây này ghép được 3 bo ha cô chú anh chị ha. Nó già cô chú anh chị. Bình thân là được 10. Rồi. Chiều cao là được 46, tán ngang là được 45. Dạ cây này cũng xin giao lưu là 200 ạ. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 59N. 59N cũng là cây mai xoắn à. Rồi, giả tự xoắn ha. Xoắn cùng chùm luôn nè. Cây này ghép hai giống ha. Có nhánh sông hỷ nữa cô chú anh chị ha. Hai bo xoắn và một bo sông hỷ nha. Cây này bình thân là được 10, chiều cao là được 34. Rồi. Tán ngang là được 43. Rồi. Cây này con xin giao lưu là 250k. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 60N cũng là một cây cúc hoàng đế vậy. Rồi. Cây này bình thân là được 11. Chiều cao là được 61, tán ngang là được 35. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 250k. Rồi đã cây. Rồi tiếp theo cây mã số 61N. Rồi. Cũng là một cây sông hỷ vậy. Rồi. Cây này bình thân là được 11. Chiều cao là được 49, tán ngang là được 39. Dạ cây này con xin giao lưu là 300. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 62N cũng là một cây cúc tây thi vậy. Rồi, cây này thì đã có bị bơm dĩa cô chú anh chị ha. Cái này lá nó xấu xấu nè, này nó đi đọt.
đi lá mới của chú anh chị, nó mướt mượt luôn cô chú anh chị ha. Chị mình lấy hết ba lá già này đi ha, là nó lên ngon lắm nha cô chú anh chị. Chiều cao được 72. Lấy hết lá già. Lá ngang là được 58. Là nhìn nó mướt mượt vậy nè cô chú anh chị ha. Nè. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 350k ạ. Rồi 350 bao ship ha. Dạ. Rồi. Cây này cuối clip luôn em ha. Dạ. Rồi chào hết giùm anh nha. Dạ em chào anh, dạ con xin chào cô chú ba anh chị, dạ con mong cô chú ba anh chị ủng hộ cho con ạ. Rồi, nó cũng thay mặt cho kênh cũng như là vườn của em Ngọc, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình nha.